Bắt đầu thêm bữa thầy có dặn làm mấy cái bài tập này rồi, người ta sẽ sửa chung hết ha. Thay vì kêu các bạn sẽ cùng sửa thì thôi thầy sẽ sửa để nhanh hơn. Rồi, sáng nay tao trễ nha. Rồi, sửa bài 30 với lại bài 31 trước. Bài 30 được hiểu là rút gọn biểu thức. Vậy thì muốn rút gọn được cái biểu thức này thì nhiệm vụ để mở cái này trước đi. Riêng bài 30 thôi cho dễ nhìn đỡ rối. Vậy bài 30 muốn thu gọn được thì 30A. Thì ta cứ việc nhân phân phối vô đó. Một bài nào khá hơn thì ta sẽ nhìn ra được một cái là hàng đẳng thức này. X cộng 3 nè, x bình trừ 3x cộng 9 nó rơi vô hàng đẳng thức là thành là x mũ 3 trừ đi cho cộng cho 3 mũ 3. Nó rơi vô hàng đẳng thức thôi. Tiếp tục trừ đi chỗ này thì mở ngoặc ra 54 trừ x mũ 3. Vậy kết quả của các bạn còn lại 27 trừ đi cho 54, rồi nó bằng con số. Hết chuyện. Thì đó, nếu bạn nào nhanh thì nhìn ra được hàng đẳng thức. Còn thí dụ như ta chưa nhanh thì ta phải chọn phương pháp là nhân phân phối thôi. Nếu như ta chậm đó, thì kiến thức này ta đã học rồi ha. Vậy bạn nhân phân phối thì nhân từ trước ra sau hoặc nhân từ sau ra trước là thì tùy. Đây là coi như bài 30 ổn ha. Rồi, 30A xong, bài 30B là nhân này nhân phân phối người giải thôi. Tiếp 30B cũng giống như vậy, nếu như bạn nào khá thì ta sẽ nhìn ra được hàng đẳng thức rất là nhanh. Đây hàng đẳng thức của các bạn nè, 2x cộng y này, 2x tất cả bình thì nó ra được là 4x bình trừ nè a nhân b cộng b bình. Vậy biểu thức đó nếu hàng đẳng thức nó sẽ ra thành là a mũ 3 cộng b mũ 3. Vậy là xong con đầu tiên nè. Tiếp tục trừ đây. Đó, nó cũng y chang vậy luôn đó ha. Đó, biểu thức này. Vậy nó ra là a mũ 3 trừ đi cho b mũ 3. Nhưng phải nhớ có cái ngoặc. Biểu thức này là đang xử lý ra hàng đẳng thức. Phía trước cái hàng đẳng thức này là dấu trừ thì đây nó là dấu trừ, bên trong phải viết lại giống như vậy. Các bạn quên dấu trừ là coi như bài này sai. Còn quy tắc dạy viết như thế nào thì thầy đã nói quá rõ rồi. Bạn nào có để ý kỹ thì bạn sẽ luôn đúng, còn bạn nào chỉ cần hời hợt một chút xíu thôi, bạn ẩu một chút thôi là sai liền. Còn cái chuyện mà ẩu hay không ẩu thì cũng đã nói rất nhiều rồi. Giờ hãy nói hết nổi rồi ha. Rồi, về 2x tất cả mũ 3, vậy ta mở cái hàng đẳng thức ra, mở ngoặc ra luôn. Vậy ta là 8x mũ 3 cộng y mũ 3. Tiếp tục trừ 8x mũ 3 cộng y mũ 3. Rồi, kết quả nó bằng 2 lần y mũ 3. Tương tự như thế, cách số 2 đó là cách mà các bạn nhân phân phối. Còn kỹ năng nhân phân phối thế nào rồi giải ra nghiệm ra làm sao rồi giải thu gọn làm sao thì ta học từ vào những ngày đầu tiên rồi, quá nhiều lần rồi ha. Rồi xong, thầy nhìn coi coi vô đầy đủ hết chưa, họ vẫn còn vài bạn chưa vô được nè. 20, 21, 22, 18. 18 chưa vô được. Với lại bé mới. Con 8 còn bạn nào chưa vào?
nào đi lạc qua một chỗ khác đâu. Rồi. Rồi, tiếp ha, công việc của mình. Rồi, xong câu 30, tiếp tục qua câu 31. Để yêu cầu các bạn chứng minh một cái hàng đẳng thức nó hơi khác chút. Rồi, khác chút là khác thế nào? Rồi, sẽ giải thích cho các bạn về phương pháp chứng minh. Để yêu cầu chứng minh câu A, biểu thức này dần dần bằng bên đây. Đó, sao vậy? Rồi, 31. Vậy giờ thầy sẽ đi chứng minh cái biểu thức thứ nhất trước. Rồi, biểu thức thứ nhất chứng minh được thì cái biểu thức thứ hai nó sẽ tương tự y như vậy. Vậy biểu thức thứ nhất ta sẽ đi chứng minh theo kiểu là đây, A mũ 3 cộng B mũ 3 nó sẽ bằng nè. Thì theo kiến thức các bạn giờ có hai cách để chứng minh. Một là ta sẽ biến vế trái thành vế phải. Hai là biến vế phải ngược lại vế trái. Giờ thầy sẽ chỉ cho các bạn bằng cả hai con đường nha. Cả hai con đường để ta đi ra được kết quả. Vậy theo hàng đẳng thức nè, cách số 1. Vậy thầy sẽ biến vế trái ra được vế phải, A mũ 3 cộng B mũ 3 theo hàng đẳng thức. Đâu thầy mượn thử coi. Số 22 hàng đẳng thức này ra thành gì bạn? Dạ. Ơi. A cộng B thầy. Còn A cộng B. Tất cả mũ 3. Hộp A cộng B nhân với làm nhân với là A mũ 2 A trừ A nhân B. Rồi. Cộng B mũ 2. Rồi, cảm ơn mày. Rồi, cảm ơn mày ha. Rồi, đây là hàng đẳng thức mà các bạn có được ở kiến thức mà ta đã học về hàng đẳng thức rồi. Rồi, các bạn xem ở trong cái ngoặc này này. Ở đây như đã nói nó là bình phương thiếu của hiệu. Vậy bình phương thiếu của hiệu thì thầy sẽ thêm một lượng để nó trở thành bình phương của hiệu. Vậy ở đây đang là trừ AB, vậy thì thêm một con trừ AB vô nữa. Vậy nó sẽ tạo thế này, A bình trừ cho 2 lần AB. Nghĩa là thầy đã thêm một lượng đó vô thì thầy bớt cái lượng đó ra. Kịp không? Mà bớt tới bao nhiêu? Trừ 2 lần AB. À xin lỗi, ngay đây trừ 2 lần AB không được. Lý do là ngay đây ta phải cần là cần ở đằng trước của các bạn á, cái này là tổng thì nó phải mang dấu cộng, vậy tức là ta phải biến về thành cái bình phương của tổng, vậy thầy phải cộng tới 2 lần AB vô thì nó mới ra được cái này là tổng. Vậy thầy đã cộng tới 2 lần AB thì thầy phải trừ lại 2 lần AB với lại trừ lần một lần AB nữa thì ngay đây nó ra là trừ 3 lần AB. Thì cái này gọi là kỹ năng thêm bớt. Cái này thì các bạn chưa quen thì gán tập thôi chứ thật sự là không có cách. Ở phía trước là tổng, mà ta muốn nhân được với cái tổng thì phải biến theo thành tổng. Vậy thì tổng thì phải cộng 2 lần AB. Cộng 2 lần AB thì phải trừ 2 lần AB ra. Trừ 2 lần AB với trừ 1 lần AB ở trên nữa thì nó ra là trừ 3 lần AB. Vậy từ đó ta sẽ có tiếp. Đây. Bằng ở phía trước của các bạn vẫn là A cộng B. Rồi bây giờ cái trong mặt này. Vậy bây giờ A bình cộng 2AB cộng B bình thì nó tạo thành là A cộng B tất cả bình trừ đi cho 3 lần AB ở phía sau. Vậy từ đó thầy sẽ dẫn tới được một vấn đề. Ở đây nó sẽ bằng. Bắt đầu thầy nhân là nhân nguyên cái ngoặc này nè, lấy cái ngoặc này nhân vô đây, lấy nguyên cái ngoặc đó nhân vô đây. Vậy thầy sẽ có A cộng B nhân với A cộng B tất cả bình. Tiếp tục trừ A cộng B
nhân với 3 lần AB. Vậy ở đây nó sẽ bằng là A cộng B tất cả mũ 3 trừ đi cho 3 lần AB nhân A cộng B. Thì mình viết nó giống với vế hay sao mà. Vậy nó bằng với vế phải. Vậy thầy đã chứng minh cho các bạn được vế trái bằng với vế phải bằng kỹ năng teamwork. Thì cái này đó là khi ta nhìn vô cái đáp án á, là bởi vì nó ra thành A cộng B tất cả mũ 3, mà hiện tại thì ta đang có A cộng B ở phía trước, vậy thì ta phải tìm mọi cách để biến ra thành A cộng B tất cả bình. Thì đó là phương pháp thôi nha. Rồi sau khi các bạn biến được xong thì mọi chuyện nó dễ rồi. Dễ ở cái chỗ là đề nó hỏi A mũ 3 cộng B mũ 3 bằng bao nhiêu nếu như nó biết được tích. Tức là nếu nó cho được A nhân B bằng 6, vậy ta có A nhân B thế vô đây. Rồi A cộng B bằng 5, vậy ta có A cộng B bằng 5. Vậy A cộng B cộng bằng 5 thì thế vô ngay chỗ này. Và thế vô tiếp ngay chỗ này. Thì các bạn sẽ ra được kết quả. Thế A cộng B bằng trừ 5 vô, vậy ta được là trừ 5 tất cả mũ 3 trừ đi cho 3 lần AB, AB đổi thành 6 vô. Tiếp tục A cộng B đổi thành trừ 5 vô, thì từ đó các bạn ra được kết quả cuối cùng. Vậy thầy đã chỉ cách biến từ vế trái sang vế phải. Tương tự như vậy, thầy sẽ chỉ biến từ vế phải sang vế trái. Còn câu B thì làm đổi dấu thôi, tự làm ha. Rồi, cách 2 này. Thầy sẽ biến ngược lại từ vế phải về vế trái. Thực tế, vế phải về vế trái nó dễ hơn. Vế phải là bằng A cộng B tất cả mũ 3 trừ đi 3 lần AB nhân cho A cộng B. A cộng B tất cả mũ 3 thì nó được hiểu là trở thành hằng đẳng thức. Số 1, đọc thầy nghe thử hằng đẳng thức số 1. Số 1 ơi. Số 1. Dạ. Đọc thầy nghe hằng đẳng thức A cộng B tất cả mũ 3. Dạ, thầy là A cộng B tất cả mũ 3 là bằng A mũ 3 cộng cho 3 A mũ 2B cộng cho 3 AB bình cộng cho 3 mũ 3 út cộng cho B mũ 3. Rồi, chấp nhận. Giờ ở đây phía trước ngoặc là dấu cộng, các bạn làm quen rồi thì được quyền mở ngoặc ra. Để ta làm cho nó nhanh. Tiếp tục ở đằng sau thì các bạn nhân phân phối vô thôi. Đó, lấy nguyên cái chùm này nhân với A, nguyên chùm này nhân với B. Vậy ta nhân vô ta được là 3 lần A bình B tiếp tục trừ 3 lần AB bình. Nhân phân phối bình thường mà. Rồi tiếp tục coi coi thằng nào đồng dạng thì ta đơn giản bớt. Đây, đơn giản. Đây, đây. Vậy cuối cùng ta còn lại A mũ 3 cộng B mũ 3. Vậy nó bằng với vế trái. Để đi chứng minh thì ta hoàn toàn có thể biến từ bên trái qua bên phải, hoặc ngược lại biến được từ bên phải sang bên trái. Nhưng thường á, là người ta hay biến từ cái phức tạp về cái đơn giản. Tức là rõ ràng cái bài toán này ta biến từ vế phải về vế trái nó rất dễ. Và ở đây là một dạng biến đổi của hằng đẳng thức bậc 3, nhưng nó xài theo kiểu A mũ 3 cộng B mũ 3. Trong nhiều bài ta phải dùng kiến thức này để giải quyết. Thí dụ cụ thể là bài này luôn. Ta muốn tính A mũ 3 cộng B mũ 3, nhưng ta chỉ có biết tích và tổng của nó, chứ ta hoàn toàn không biết mỗi thằng là bao nhiêu. Thì trực tiếp ta không thể tính được, mà ta phải biến như thành tích và tổng. Thì đó là một trong những phương pháp đặc biệt của lớp 8. Bạn nào biết thêm được nhiều kiến thức, có kỹ năng vận dụng tốt thì các bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để làm được những cái bài tập nó lạ, nó khó. Còn thí dụ như bạn nào mà thấy rằng nó khó quá, em không có thể làm được thì chịu. Thì kiến thức của mình chỉ rơi vô cái tầm mức độ bình thường thôi. Mà bình thường thì ta không thể nào đòi hỏi rằng mình lên được cao. Rồi, tiếp theo. Vậy tương tự câu 31B tự làm ha. Sao bé này chưa vào nhỉ?
Rồi, tiếp theo công việc của mình. Rồi, số 32 là đề yêu cầu các bạn là điền vào chỗ trống. Vậy thì điền vào chỗ trống thì ta phải để ý nè. Khi không, ta không thể nào biết ta điền gì hết trơn á. Cũng giống như là sau này có vài bạn bắt đầu tuổi của các bạn cũng lớn lớn rồi, các bạn cũng bắt đầu để ý cái những người bạn của mình. Ví dụ như giờ bạn thứ nhất là để ý những người bạn cùng giới được phải là để trở thành bạn thân, bạn chơi chung, vân vân các kiểu. Ví dụ như những bạn nào thích đá banh thì cũng phải vô cái hội nào mà thấy có những thằng đá banh với nhau. Thì ta cũng phải biết là thằng nào thích đá banh và thằng đó ta coi chơi được hay không. Nhưng mà giờ mới sao không lẽ giờ ta lại chạy lại ta hỏi em mày cho tao đá banh với thì nghe nó đường đột quá. Thì ta cũng phải tìm cách sao cho nó hợp lý. Hoặc là ta phải biết cái thằng đó nó chơi đá banh, chứ không lẽ giờ ta lại ta rủ thằng nó chơi bún thùng hay rủ đi chơi đá banh thì nhìn nó xàm quá. Và cũng giống vậy, bắt đầu ta để ý người khác giới, những người bạn của mình. Thì ta cũng phải biết được là bạn của mình để ý chút xíu nó thích cái gì. Ví dụ như bạn nữ đi, người ta thích gấu bông mà các bạn đem lại tặng trà sữa hay là tặng bông hồng thì nó không thích, tại vì nó thích gấu bông. Thì các bạn phải tìm hiểu sở thích của người khác một chút xíu. Thì các bạn làm gì cũng vậy, các bạn có đầu tư một chút, các bạn có tâm ý vào đó một chút xíu thì khả năng thành công của các bạn cao. Còn ví dụ như bạn đó, bạn đang để ý bạn đó mà bạn đó người ta ghét game cực kỳ luôn, bạn lại nói chuyện hai ba câu nói ê giờ rủ vô chơi chim liên quân hay là chơi gì đó là rồi thôi xong rồi được. Rồi quay lại vấn đề. Rồi vậy thì khi ta làm ta phải để ý nè, cái vế mục tiêu của mình là cái gì. Đây vế mục tiêu nè, vậy vế mục tiêu của mình là nó biến về thành tổng cái a mũ 3 cộng b mũ 3. Vậy 27 là do 3 mũ 3. Vậy biểu thức bên đây thực tế nó đang được hiểu là 3x tất cả mũ 3 cộng cho y mũ 3. Vậy thì biến đổi hàm đẳng thức của nó thì nó thiếu cái gì viết vô đây. Nó thiếu a bình trừ ab cộng b bình. Dấu nó cho sẵn luôn rồi, khỏi bàn. Tương tự, đó. A mũ 3 là 2x tất cả mũ 3 trừ đi cho 5 mũ 3. Dấu. Vậy ở đây thiếu số 5. Vậy ở đây thiếu A bình cộng AB đó, B bình. Nó đầy đủ hết trơn rồi, cứ thế mà viết vô thôi. Rồi hết chuyện. Bài toán này thực tế để cho dư dữ kiện á, chứ nếu là thầy thì sẽ che bớt lại hết. Thầy sẽ che luôn con này luôn, che luôn con 25 luôn. Tại vì đây nó có số 10 rồi nè. 10 thì được hiểu là 2x nhân cho 5. Thì che ngay đây được rồi, không cần phải thể hiện ngay chỗ này. Nhưng mà đề thì nó đã cho sẵn hết thôi. 32 không có gì để nói ha. À ra là thế, công là 07 à, hiện chỉ có hai bạn 07 à, nãy giờ là bé vô rồi hả? À, thầy mượn bạn 07 hiện tại đang lấy số 07 mà là em của công á. Con mở mic lên thầy hỏi vài câu á. Dạ thầy. Con tên là gì? Dạ con tên Vi. Vi hả? Nãy giờ thầy không biết, có mấy chị báo thầy mới biết. Thầy tưởng đâu thầy con mới vô nên con không biết tên lấy số nên cứ chờ hoài không thấy con vào. Con đã học được mấy cái hàm đẳng thức được xong hết chưa? Dạ rồi. Rồi. Thì mấy anh chị ở trong đây là lớp 8 ha, thì con lớp 7 thì cứ việc chơi chung thì cố gắng theo. Cái gì không biết thì thầy sẽ coi thầy xử lý lại nha. Dạ. Rồi, chào con. Rồi, xong câu 32. Tiếp theo 33. Rồi, 33 là đọc thử coi coi. Bé số 7 này vô coi nó thể hiện cho mấy anh chị nhìn cái này. Rồi câu 32, ở câu 33. Số như vậy con Vi, con làm được câu 33 này không? 33A được không? Dạ được. Đâu, biến đổi thử thầy coi thử coi. A
2 mũ 2. Rồi. Cộng tiếp. 2 nhân 2 x y. Rồi, hợp lý. Cộng x y mũ 2. X y mũ 2 đọc là thế này, đúng không? Và viết là thế này. Thế này luôn. Bằng. Khoan, viết thế này đúng không? Dạ đúng. Đúng là đuối á. Biểu thức này của mình là x y. Ngay đây là b mũ 2 mà b là x y thì viết là x y bình là cái này nó bình cho ai? Nó bình cho một mình con y hả? Ngay đây phải viết cái gì mới đúng? Ừ, x y tất cả bình nha. Rồi, không sao, chuyện này bình thường mà. Rồi, chuyện này tự thu gọn lại. Đâu, thầy mượn hỏi thử thêm cái nữa coi. Câu D đi. Câu D. 5 x tất cả mũ 3. Rồi. Trừ 3 nhân 5 x tất cả mũ 2. Tốt. Nhân 1. Cộng 3 nhân 5 x nhân 1 tất cả mũ 2 nhân 1 mũ 2 trừ 1 mũ 2. Một mũ mấy? 1 mũ 3. Ừ, 1 mũ 3. Rồi, ráng cho công thức lại thôi ha. 3 x tất cả mũ 3, cái này con xử lý sao? 5 x tất cả mũ 3. 125 x mũ 3. Rồi, tốt. Tiếp tục thằng này. 3 nhân 25 x mũ 2. Rồi, 3 nhân 25 bằng mấy? 3 nhân 25. Này, lấy máy tính bấm. Bằng 75. Ừ, 75. Vậy ra là trừ 75 x mũ 2. Rồi, được rồi. Tương tự tới đây thì xong rồi. Rồi, cảm ơn con. Rồi, cũng giống vậy các bạn tự làm mấy câu kia ha. Rồi câu C thì các bạn có thể áp dụng hàm đẳng thức hoặc các bạn cứ việc nhân phân phối. Tương tự câu E cũng vậy, câu F cũng vậy, câu B biến đổi. Ok thì tương tự. Tự làm nha. Rồi, phần lớn là thầy thấy các bạn khi nộp bài thì các bạn đều có nhắn là câu 34 các bạn không biết cách làm, xử lý không được. Thì ta sẽ tập trung vào câu 34. Để yêu cầu các bạn rút gọn biểu thức sau. Rút gọn thì đó, để nó cho cái gì thì sơ cái đó thôi. Sao cho nó gọn là hết chuyện. Giờ thầy sẽ chỉ các bạn câu 34, nhiều cách rút ha. Rồi, đồng mất tiêu rồi, 34. Cách rút đơn giản nhất là khai triển hạn thức rồi rút. 34. A. Về khai triển hạn thức ra thì các bạn có A cộng B tất cả bình. Vậy nó ra thành là A bình cộng 2AB cộng B bình. Còn bỏ vô ngoặc. Tiếp tục dấu trừ. Hạn đẳng thức phía sau khai triển ra bỏ vô ngoặc. A bình trừ 2 lần AB cộng B bình. Sau đó nhiệm vụ là mở ngoặc ra. Vậy mở ngoặc ra ra A bình cộng 2AB cộng B bình. Tiếp tục trừ mở ngoặc thằng này ra. Vậy nó ra là trừ A bình cộng 2AB trừ B bình. Rồi sau đó coi thằng nào đơn giản được thì ta đơn giản. Đây, đây, mất nè. Đây, đây, mất nè. Vậy còn lại 2AB cộng 2AB thì nó là 4 lần AB. Xong chuyện. Đó là cách số 1. Thầy sẽ triển khai cho các bạn thêm một cách nữa. Cách số 2. Đó là ta có thể nhìn được hàm đẳng thức. Đó là nó có dạng A bình trừ B bình. Đây, nguyên cái đám này thầy xem là A. Nguyên cái đám này thầy xem là B. A bình trừ B bình. Vậy nếu là A bình trừ B bình thì nó sẽ ra thành hàm đẳng thức là A trừ B nhân cho A cộng B. Vậy thầy sẽ dẫn đến được là A là thằng này trừ đi cho thằng kia.
Vậy là xong một cái. Rồi, nhân tiếp cho trừ xong rồi thì nhân tiếp cho cộng. Vậy thì có A cộng B cộng cho A trừ B. Và các bạn nên viết nó có ngoặc. Là bởi vì các bạn quên ngoặc. Giả sử cái cộng thì quên ngoặc cũng không sao, tại vì đã giữ nguyên thôi. Nhưng nếu trừ mà các bạn quên ngoặc là đồng nghĩa với các bạn tự sát. Thí dụ ngay chỗ này nè, trừ mà các bạn không giữ ngoặc, các bạn ghi là trừ A trừ B là rồi xong rồi, hết chuyện để nói. Lớp 8 các bạn không cẩn thận cái này là sai liền. Còn thầy đã nói rồi, mỗi bạn học đã tốn công tốn sức rất là nhiều, thì phải làm sao cho cái công sức đó của các bạn nó đạt được tầm hiệu quả. Chứ còn nếu đã tốn công tốn sức rồi mà còn làm nó ẩu nữa thì thôi, nghỉ khỏe, đừng làm nữa, nó không tới đâu được hết á, mà nó lại phí nữa. Rồi, vậy mở ngoặc ra các bạn có A cộng B trừ A cộng B. Tương tự ở đằng sau, mở ngoặc ra vậy thì các bạn được là A cộng B cộng A trừ B. Rồi, bắt đầu từ đơn giản mất thì các bạn còn lại kết quả đây, A trừ A mất nè, còn lại là 2B. Tiếp tục B trừ B mất nè, còn lại là 2A, và kết quả của các bạn bằng 4 lần AB. Ta đang nhân lại mà. Thầy giải thích khá là chi tiết đấy ha. Tiếp theo, câu B. Thực tế thì câu B phương pháp đơn giản nhất đối với các bạn đó là mở hàng đẳng thức ra, khai triển là cách dễ nhất. Còn nó có tới 3 biểu thức, các bạn nhìn không quen rất là khó, nên thôi câu B thì sẽ chọn phương án dễ, đó là mở hàng đẳng thức ra. Rồi, thầy mượn một bạn số 10. Số 10 đi. Mở hàng đẳng thức cho giùm thầy coi. Rồi, cái hàng đẳng thức đầu tiên đã thành gì? Nên bỏ nó vô ngoặc đi nha. Tại vì ở sau mà quên bỏ ngoặc là đi đó. Đọc cái thầy nghe. 3 mũ 3 cộng 3 A mũ 2 B cộng 3 A B mũ 2 cộng B mũ 3. Rồi, xong câu đầu tiên. Tiếp theo, dấu trừ mở ngoặc A mũ 3 trừ 3 A mũ 2 B cộng 3AB mũ 2 trừ B mũ 3. Rồi, chấp nhận. Ở phía sau đó thì cứ cái nào kết thúc của cái khai triển đóng nó vô ngoặc. Đừng lôi nhầm cái con trừ 2B mũ 3 vô đây nữa thì các bạn xỉu thôi. Tiếp tục ở đằng sau, trừ 2 lần B mũ 3. Số 10 luôn, mở ngoặc ra giùm thầy. Tiếp số 10. A mũ 3 cộng cộng 3 A mũ 2 B cộng 3 A B mũ 2 cộng B mũ 3 trừ. Rồi, tiếp theo. Trừ A mũ 3 cộng 3 A mũ 2 B trừ 3 A B mũ 2 cộng B mũ 3. Rồi. Trừ cho 2 B mũ 3. Rồi, cảm ơn bạn. Khi các bạn làm ngoặc của các bạn nó hợp lý và các bạn viết đúng theo cái đó thì không có cái gì mà nó ra sai được hết trơn á. Nên những bạn nào mà hơi ẩu thì gắng tự sửa nha. Rồi bắt đầu ta coi thằng nào đơn giản được nè. Đâu, bạn nhìn thử coi. Đầu tiên A mũ 3, có ai chơi với nó không? Dạ không. Ủa? Không có luôn hả? Có. Thằng nào? Là trừ A mũ 3. Đây, nó có trừ A mũ 3. Vậy A mũ 3 trừ cho A mũ 3 thì nó bằng cái gì? Là bằng 0. Rồi, vậy là một em mất nè. Rồi, tiếp tục. 3 lần AB 3 lần A bình B. Có ai không? Có. Đâu? Là có cộng 3 lần A bình B. Vậy hai thằng đó cộng lại ra nhiêu? Ra 6 A bình B. Rồi, 6 lần A bình B. Tiếp tục. Coi thằng nào còn chơi được nữa không? Tiếp tục. Thằng nào đồng dạng nữa?
b mũ 3 với a cộng b mũ 3. Rồi. B mũ 3 cộng b mũ 3 còn hết. Dạ. 3 ab bình. Với hai thằng này rồi còn thằng nào cùng với nó nữa không? B mũ 3 thôi. À dạ không. Ở sao là gì? Dạ. Trừ 2 b mũ 3. Vậy có chung đồng dạng không? Dạ không. Ủa? Đã có. Vậy ba thằng này gộp lại nó ra nhiêu? Lấy máy tính bấm gì vô? À. Lấy máy tính bấm cái gì vô? Hệ số á. À. Là. Là làm. Hả gì? Một. Một. Một trừ một trừ hai. Một rồi con này là cái gì? Con trước là một rồi còn con này là gì? Dạ, con nghe đây nè. Rồi gì nhân cộng trừ chia? Để trừ. Hình như bạn không hiểu được khái niệm mà thầy đang nói luôn hay sao? Thằng này là dấu cộng nè, cộng một nè, rồi thằng này là gì? Là cộng. Vậy tự nhiên không gì bắt nó trừ. Cộng một tiếp tục. Là trừ hai. Thì mỗi người mỗi tầm nhìn, ở đây thì thầy cũng chỉ có thể hướng, nhưng mà những thứ các bạn đang học là cơ bản hết luôn ấy. Là cơ bản, thầy chưa có dạy các bạn bất kể một cái gì gọi là nâng lên hết. Chỉ có nhìn hệ số của mấy con đồng dạng rồi đem thi thu gọn, gọn lại thôi. Rồi, cảm ơn bạn. Vậy các bạn có B mũ 3 trừ B cộng B mũ 3 trừ 2 lần B mũ 3, nó mất luôn. Vậy là ba thằng đó mất với nhau này. Rồi, tiếp tục còn một con đồng dạng cuối cùng nữa. Trong đám này nó có 3 lần a bình b trừ 3 lần a ở xin lỗi 3 lần a b bình trừ 3 lần ờ nãy thầy viết nhầm rồi. Xin lỗi các bạn. Trong đây nãy thầy viết nhầm chỗ này nha. Nghe đây là 3 lần a bình b chứ không phải 3 lần a b bình. Vậy hai này nó lại đồng dạng với nhau nữa nên đơn giản mất. Vậy cuối cùng các bạn còn lại kết quả ở đây. Đó, thu gọn thì ta còn lại như thế thôi. Thì cứ áp dụng các kiến thức mà các bạn được học, viết cho tốt ra, viết cho đúng, rồi giấu đồ hợp lý, là đưa vô bài toán là xong thôi, không có gì để bàn hết. Rồi còn chuyện viết xong thu gọn tính toán cho kỹ nữa thì sao. Rồi trong đây thì nó có câu C là nó hơi lạ. Câu C thì sẽ chỉ cho các bạn làm bằng cả hai cách. Cách số 1 là cách dùng hàm đẳng thức cơ bản. Cách 1 thì nó dễ nhất rồi. 34C. Thì các bạn để ý này, các bạn cứ xem thằng này như chữ A thì các bạn đang có A bình. Các bạn xem nguyên cái biểu thức này giống như chữ B thì các bạn có B bình. Dấu ngay đây trừ 2. Đó. Đây nguyên cái chùm này là chữ A. Nguyên cái chùm này là chữ B. Vậy thì các bạn đang có gì? A bình trừ 2 lần AB cộng B bình thì nó tạo ra hàm đẳng thức. Lớp 8 là như thế đấy. Tầm nhìn nó phải được nâng lên. Còn các bạn dẫn cách nhìn của mầm non. Ơ khó quá. Ủa sao em học hồi đó toàn bộ là mấy con số không à? Dữ lắm là cho khai triển thôi mà sao cho cái bài gì lạ dữ vậy? À thì khi đó ta chỉ ở mức độ mầm non. Thì mầm non ta chỉ giải quyết được việc của mầm non. Còn nếu như các bạn không chịu lớn lên thì ta phải chấp nhận đứng yên hoặc đi thụt lùi. Thế thôi ha. Còn nó khó thì nó không khó. Tại vì ta chưa quen. Mà ta muốn quen được đó thì bắt buộc ta phải làm việc nhiều với nó. Ví dụ như nhiều bạn có bắt đầu đã chơi game nhiều kiểu. Ví dụ như là game sinh tồn, rồi game bắn súng, rồi mấy game nhảy audio, audition đồ các kiểu, rất là nhiều. Thì tùy mỗi người thích cái gì thì chơi cái đó. Này thì không ý kiến. Nhưng các bạn chơi làm sao mà các bạn xem nó là giải trí. Rồi các bạn còn phải lo những cái công việc hàng ngày như phụ ba mẹ, rồi làm bài tập, nâng kỹ năng của mình lên. Hay thì chỉ cắm đầu vô game hoặc là luyện phim. Ví dụ bạn muốn tìm hiểu một bộ phim nào đó thì các bạn phải luyện chứ. Bạn phải coi về nó, bạn mới hiểu về nó. Còn các bạn không coi gì hết, kêu hiểu thì thua. Ví dụ như giờ kêu thầy, hỏi thầy có biết chơi game Liên Quân không? Không, tôi có chơi đâu biết. Nhưng mà họ biết về nó không thì có. Thì một là lên mạng sợ tìm hiểu vài thứ, hoặc là nghe các bạn học sinh nói.
nhưng mà chưa bao giờ nhào vô chơi cái game đó. Hỏi có kỹ năng để đánh không, biết gì đâu đánh, thế thôi. Nhưng mà giờ kêu không có chơi gì nó mà kêu để trở thành game thủ giỏi, niềm tin à? Kỹ năng có, thí dụ như tôi là một trong những game thủ hơi bị đẳng cấp, tôi chơi rất nhiều thể loại game và có thể tự viết auto, làm được rất là nhiều kiểu. Nhưng mà giờ kêu nhào vô kêu chơi Liên Quân hoặc kêu game bắn súng, chơi đúng ngay cái tựa game đó thì chưa chơi. Nhưng thí dụ cần thì chơi được, là tại vì thầy đã có những kỹ năng chơi game rồi. Cũng giống vậy, thí dụ như giờ vô một cái gì đó mới, về kiến thức hoàn toàn lạ, kêu một người nào đó hoàn toàn không thể nào mà vô một bắt được liền. Nhưng mà nếu như bạn có kỹ năng học tốt, có cái cách học tốt, thì các bạn học cái gì cũng được. Lý hóa sinh văn tiếng Anh, à trong đó có tiếng Anh thì thôi, cái môn đó mà tôi có thể nói rằng xem là đem đi vứt đi, nghỉ khỏe đi. Thực tế không phải học dở, ở mức độ cấp 2 là học 10 phẩy, 9 phẩy mấy, 10 phẩy. Tại vì nó có công thức, và cấp 2 ngày xưa thì học ở trường ở dưới huyện thì không có nói nhiều, không có nói, chủ yếu là viết câu rồi sắp xếp thì cũng giống như các bạn đang học thôi. Nên ở dưới cấp 2 ổn, nhưng bắt đầu lên cấp 3 là ngại, thầy rất ngại nói, đặc biệt là nói giữa đám đông nữa thì thôi nghỉ khỏe. Nên lúc nào trong đầu của thầy á, cũng mặc định một cái câu trả lời, ai đồng nào ai đồng nào, ông thầy ông kêu là ai đồng nào, ông có chửi thì ụp mặt xuống nghe ai đồng nào ai đồng nào. Mà học ở trường chuyên thì yêu cầu rất là cao, và thầy tập trung vô rất nhiều về cái chuyên môn toán lý hóa để xác định thi đại học, nên thầy gần như bỏ tiếng Anh luôn, nên bắt đầu đã dốt dần đi luôn. Vẫn xem, tức là viết câu viết được rồi, từ rồi thuộc từ dần dần viết, nhưng nói không được, ngại nói. Mà một khi đã ngại rồi là xong rồi đó, cứ kêu trúng là ngồi cắm mặt mà xuống bàn nghe chửi thôi. Thì thầy cũng muốn nói với các bạn là thay đổi đi, các bạn thay đổi lại một chút thì các bạn sẽ vươn lên được. Vậy quay lại vấn đề, ta có A bình trừ 2AB cộng B bình. Vậy ở đây nó sẽ tạo ra thành là A, đây biểu thức này nó là A trừ B tất cả bình. Vậy dựa vào đó, câu C này của các bạn, A là X cộng Y cộng Z là A, dấu tiếp theo là dấu trừ. B là X cộng Y, và nguyên cái chùm đó là tất cả bình. Đó, nguyên biểu thức đó, nó viết thành cái này. Rồi giờ thành cái này thì làm gì? Mở ngoặc ra. Đấy, X cộng Y cộng Z, mở ngoặc bên trong ngoặc á, trừ X trừ Y tất cả bình. X nè, trừ X mất nè, Y nè, trừ Y mất nè, vậy nó còn lại là Z bình, đọc lại, hết chuyện. Đó là cách số 1. Rồi, còn một cách số 2 là khai triển ra. Bây giờ trước khi khai triển thì giờ ta nhìn nè, ta bị kẹt bởi cái con X cộng Y cộng Z tất cả bình. Hàng đẳng thức này hoàn toàn ta không biết, thì thầy sẽ chỉ cho các bạn cái hàng đẳng thức này. Nếu mở được nó thì coi như ở phía sau là nhân phân phối, con cuối cùng là khai triển hàng đẳng thức ra. Cách này nó sẽ dài hơn rất nhiều, nhưng nó sẽ giúp cho các bạn hiểu ra được thêm vấn đề. Tức là có những bài nó chỉ yêu cầu khai triển cái biểu thức đó thôi. Nếu ta biết được thì ta tăng lên được một đẳng cấp mới. Rồi, biểu thức nó được xử lý như sau. Ví dụ thầy có X cộng Y cộng Z tất cả bình, thì ta sẽ xem như X cộng Y là một biểu thức, và nó cộng cho con Z ở phía sau. Vậy ta đang có dạng là A cộng B tất cả bình. Vậy ta khai triển hàng đẳng thức của thằng đó. Vậy nó sẽ ra thành là A bình cộng 2 lần A nhân cho B, và nó cộng B bình. Các bạn nào theo không kịp không? Theo không kịp thì mở mic lên ha. Rồi tiếp tục tới đây thì khai triển hàng đẳng thức thôi. X cộng Y tất cả bình, khai triển hàng thức này ra. Vậy nó là X bình cộng 2 lần X Y cộng Y bình. Hai con ở đằng sau này nhân phân phối vô. Vậy nhân vô số 2 nhân vô đây, vậy nó tạo ra thành là 2X cộng 2Y tất cả nhân cho Z ở phía sau. Vậy nhân Z vô, vậy nó ra là 2 lần XZ cộng
2 lần y z và cộng con z bình ở phía sau. Vậy biểu thức đó tiếp theo thu gọn lại, người ta sẽ viết theo lũy thừa giảm dần, thì người ta sẽ hay viết thế này: x bình tiếp tục cộng y bình và cộng con z bình. Đó. Vậy tiếp theo nữa là 2 lần xy. Đây, 2 lần xy này. Rồi tiếp tục 2 lần xz và 2 lần yz. Người ta thường hay viết theo cái dòng nó xoay á. Thì xy xong rồi tới yz, rồi tới ngược lại là tới xz. Người ta sẽ viết thế này: 2 lần yz và cái con cuối là cộng 2 lần z rồi lên x. Ví dụ các bạn đang có 1, 2, 3 thì người ta sẽ hay viết thế này: 1, 2 qua 2, 3 rồi nó quay về thành 3, 1. Đó, nó viết theo cái vòng tròn vậy đó, nó xoay xoay. Thì đây là một dạng khai triển của hằng đẳng thức bậc 2 dành cho 3 con số. Bao nhiêu bạn thấy cái công thức bậc 2 này hiểu được, gọi là hiểu về nó? Đưa tay lên thầy coi thử à. Bao nhiêu bạn thấy rằng cái khai triển ở phía dưới thầy khai triển cho các bạn á, đã hiểu được rồi, đưa tay lên thầy coi thử à. X cộng Y cộng Z tất cả mũ qua 2 đó. 10 giây xem coi coi bao nhiêu bạn thấy hiểu rồi. Rồi, hết 10 giây. Rồi, cũng còn vài bạn chưa thể nào thấm được hết. Thì tùy. Rồi, thầy sẽ thử coi coi còn cái chuyện triển khai, tự triển khai ra nhé. Rồi, vậy giờ thử triển khai giùm thầy này thử coi. Đó là A cộng B cộng C tất cả bình. Thôi, cộng hết đẹp rồi, đổi thành dấu trừ đi cho nó máu. Tất cả bình bạc. Bạn nào có thể tự tin khai triển được cái biểu thức này, đưa tay lên thầy coi nha. Rồi, hồi nãy là bạn nào thấy không ổn, hạ tay xuống nha. Bạn nào thấy mình đủ tự tin, thầy nghe. Con không thấy màn hình luôn, thầy ơi. Con là số mấy? Dạ, số 11. Con bị thoát ra cái giờ, con không thấy gì hết trơn. Con thấy tự tin con... với bạn không? Ủa, sao không thấy của thầy hả? Dạ, con không thấy thầy luôn. Con thấy mấy bạn không à? Thấy mấy bạn không, không thấy thầy luôn. Rồi, dạ. Giờ coi lại coi coi thấy không? Thầy mới vừa mở lại nè, thấy không? À, giờ thấy rồi. Nhưng mà nó chưa có hiện hình ảnh thầy. Là chưa hiện hình ảnh gì? Alo, bây giờ con thấy được gì rồi? Dạ, nó mới hiện lên nhưng mà nó vẫn bị đứng yên hình thầy á thầy. À, rồi, vậy thì khi đó con thoát ra con vô lại đi, có thể là đường truyền internet của con có vấn đề này. Dạ, con tại máy này vô lại. Thoát có thể thoát ra luôn á. 2-3 bữa nay là đường truyền internet có nhiều vấn đề lắm. Còn tốc độ thì tùy mỗi máy tính. mỗi nhà mạng với lại mỗi cái thiết bị của các bạn. Tại vì mấy bữa nay thì có nhóm vẫn bị một vài bạn. Còn đường truyền thì thầy tạm ổn, tại vì đường truyền của thầy nâng cấp lên nó rất là cao rồi, cao lắm. Bình thường nó đã cao, thầy mới giờ nâng lên thêm nữa nó cao nữa. Đâu thầy bận thử hỏi thử bạn khác thôi. Đâu thầy có vài bạn đã có giải quyết được vấn đề ha. Rồi đâu thầy bận thử số 9 này. Số 9 đưa tay trước. Ra sao bạn? Dạ. Bạn nhìn rõ không? Dạ thưa thầy. Thầy hỏi lại cái. Bạn nhìn thấy rõ màn hình nãy giờ thầy đang triển khai đang viết ổn không? Dạ thấy. Rồi. Dạ thưa thầy là bằng mở ngoặc A cộng B trong ngoặc trừ C tất cả mũ 2. Rồi. Vâng. Dạ là bằng A mũ 2 cộng 2AB cộng B mũ 2. Rồi, chơi lớn luôn là không viết cái tất cả bình mà khai triển luôn phải không? Thôi thầy dạ. Thầy xin lỗi nha, thầy dừng lại một bước đi để cho các bạn khác chậm chậm hơn theo kịp cái. Vậy tức là ta khai triển hạng thức này trước thôi. Ra A cộng B tất cả bình. Tiếp theo trừ. Trừ cho gì? 2 lần
trừ cho 2 lần A cộng B nhân C. Nhân với C. C. Rồi, chấp nhận. Dạ, cộng C mũ 2. Rồi, hợp lý. Vậy nó bằng khai triển hạng thức ở chỗ này ra thành gì nè? Dạ là bằng A mũ 2 và cộng 2AB và cộng B mũ 2. Rồi, tốt. Các bạn có thể mở ngoặc ra luôn cũng được, tại vì phía trước ngoặc là dấu cộng. Tiếp tục nhân phân phối vô. Dạ là trừ trừ 2 lần AC. Tốt. Dạ trừ 2 lần BC. Tốt. Phía dạ, sau cộng C mũ 2. Rồi, ở phía sau của các bạn là cộng C mũ 2. Rồi, viết giống vậy, ta gom lại mấy thằng mũ 2 đem ra trước một cái. Vậy ta được cái gì nè? Dạ là A mũ 2 và cộng B mũ 2 và cộng C mũ 2. Rồi, tốt. Rồi, tiếp tục mấy thằng kia. Dạ là cộng 2AB. Rồi, ta có cộng 2AB. Tiếp tục. Dạ. Đó, 1, 2, AB xong rồi nó đi tới BA. Đó, xin lỗi, AB xong rồi tới BC rồi hạ tới CA. Dạ, vậy dạ, nó sẽ ra gì? Trừ 2BC. Trừ 2BC. Rồi, con cuối. Dạ, trừ 2AC. AC hoặc là viết CA. Chúng ta lấy đếm theo kiểu 1, 2, 2, 3, rồi 3, 1. Rồi, cảm ơn bạn. Đó, hàng đẳng thức. Và nếu như bạn nào đã thuộc được cái hàng đẳng thức này thì cách viết của hàng đẳng thức nó như sau nè. Rồi, các bạn coi nè, cái cách viết của nó. Cái biểu thức này nó sẽ được viết bằng vậy. Nó bằng là A mũ 2 cộng B mũ 2 cộng C mũ 2. Rồi sau đó nó sẽ xoay tiếp là 2AB. Rồi xoay tiếp là 2BC. Và xoay con cuối cùng là 2 lần CA. Còn dấu ngay đây viết bằng cách nào? Dấu đây nè. Nó sẽ lấy dấu AB thì các bạn sẽ lấy dấu của hai thằng A với B nhân lại. Giả sử bài toán này A với B nhân lại nó mang dấu cộng. Dấu của con 2 lần BC là nó lấy dấu của B với C. B mang dấu cộng, C mang dấu trừ thì ngay đây nó ra là trừ. Còn con CA dấu của nó lấy dấu của C với A. A mang dấu cộng, C mang dấu trừ thì kết quả của nó ra dấu trừ. Đó, nếu bạn nào đã thuộc được nó thì ta không khai triển nữa, ta được quyền chơi thẳng từ đây và chìa cái tờ giấy xác nhận học sinh giỏi cấp làng của các bạn ra thì đó là bao qua liền. Hoặc là có nằm trong đội tuyển toán của mầm non chẳng hạn ha. Thì khi đó là có giấy xác nhận rằng đã vượt qua được cái kiến thức cơ bản. Rồi, vậy giờ thầy thử nha. Nếu thầy có A trừ B trừ C tất cả bình, vậy nếu viết hàng đẳng thức, viết liền qua bên đây luôn. Bạn nào cảm thấy rằng mình đủ tự tin để viết được đúng, đưa tay lên thầy coi thử. Viết liền luôn mà không cần phải khai triển nha. Bạn nào thấy mình có đủ khả năng để làm được chuyện này, đưa tay lên thầy coi thử. Rồi, hết giờ. Ai chá à, ít thế. Rồi, có thấy có số 17. Ủa, hạ tay luôn rồi à. Ủa khoan, ở đâu ra tới hai số 17 như vậy? Khoan khoan, thầy hỏi một cái. Ở đâu trong nhóm mình mà xuất hiện ra được tới hai số 17 như vậy ta? Số 11 là giờ nhìn thấy rõ chưa 11 vậy? Hay là cũng bị? Dạ, bình thường nhưng mà con mới vô lại nữa thầy. Nhưng mà thấy rõ. À, cái đó là tại con đang sử dụng gì, laptop hả hay là điện thoại? Dạ laptop. Laptop. Laptop đôi khi nó vẫn bị lắc bình thường tại vì đường truyền á. Thì nếu như mà có cái gì kêu bằng cái cáp, cái sợi dây cáp internet á. Cái đó nói ba mẹ nhà nếu được á chạy ra chỗ cái tiệm thầy nghe. Lắc nữa rồi thầy ơi. À. Cái này con nói với ba hay mẹ chạy ra cái tiệm máy vi tính cái gì quên tiêu rồi. Con nghe tên là không rồi chứ con. Thôi đi thầy tắt cái cam luôn, nó đỡ hơn được một chút. Thì ra ngoài cái tiệm vi tính Á Châu á,
ngay chỗ trường gần trường bị quá, thì ngay chỗ đó còn đang vẫn đang làm việc bình thường á, ra ngoài đó nói cắt một cái cọng dây cáp mạng, thì con coi coi từ cái chỗ máy bàn của con á, cho cái bàn tới cái cục modem á, nhắm chừng khoảng bao nhiêu mét, thì nói người ta cắm bấm một cái cáp, nó cũng rẻ lắm, không mắc lắm đâu, thầy cũng hay mua đồ ngoài đó. Thì khi đó nó sẽ kết nối trực tiếp với cái cục modem, nó cũng sẽ đỡ hơn. Với lại thêm cái nữa là cái modem, nhất là modem của mấy nhà mạng, biết sao mấy nay có vấn đề gì đó, giờ nhà mạng có vấn đề rồi modem này. Thì một hai hôm thì phải lo reset cái modem lại để nó bắt cái IP mới là nó đỡ hơn chút, nó đỡ cho việc gì lắc. Rồi, ủa nãy tới 2 số 17 cái thầy nói xong rồi, sao một tên lạc đâu mất rồi. Rồi thôi, có thể là các bạn chưa quen. Thì giờ một là nếu như bạn biến đổi công thức bình thường đó, thì ta sẽ biến ra thành này là A trừ B rồi trừ đi cho C tất cả bình rồi tự biến đổi. Thì biến đổi hàng đẳng thức đó, chịu khó tập biến đổi đi, nó cũng được hiểu là tăng rất nhiều kỹ năng cho các bạn. Ngày xưa tôi rất thích những cái kiểu bài toán này. Đó là rồi tôi tự cho luôn, tôi tự viết ra 3-4 biểu thức luôn rồi tự làm ra một đống luôn. Một khi các bạn làm được rồi á thì các bạn sẽ nhớ nó rất là dễ. Còn giờ viết giống như thế này, giờ đầu tiên nó luôn luôn có dạng này: A bình cộng B bình cộng C bình. Tiếp theo, rồi thầy mượn một bạn nào đó đi ha. Số hồi nãy thấy số 4 có tham gia cuộc vui đâu, số 4 mở mic lên thầy ơi. À nãy quên bỏ tay. Rồi rồi không sao nè, nghe nè. Vậy A bình cộng B bình cộng C bình thì thầy kêu lại phụ thầy mà. Vậy ở đây đây nó sẽ là 2 lần AB rồi tiếp tục gì nữa nè. À 2 AB rồi tiếp tục là 2 gì? Dạ 2 AC. AB xong rồi tới gì? Vậy bây giờ các bạn thầy đã chỉ cái cách viết nè, A qua B rồi tiếp tục là B qua C, rồi C về A. Các bạn làm theo thứ tự đó đó thì nó sẽ không bị rối. Vậy con cuối cùng là gì? Dạ 2 C. 2 lần C A nè. Rồi về dấu, ta coi coi dấu thế nào. A với B, A mang dấu gì, B mang dấu gì? Dạ A mang dấu cộng, B mang dấu trừ. Vậy thì hai đó nhân lại ra dấu gì? Dạ trừ 2AB. Ra dấu trừ. Tiếp tục 2BC ra dấu gì? Dạ trừ 2BC. B mang dấu gì? C mang dấu gì? Dạ B mang dấu trừ, C mang dấu trừ, ra cộng. Vậy nhân lại ra dấu cộng. Kịp chưa? Rồi tiếp tục 2 lần CA. Dạ ra trừ C, trừ 2C. À đó. Thì đó là một trong các cái kỹ năng để các bạn biết cái công thức của bậc 2 dành cho 3 số. Rồi mở còn dặn các bạn làm thêm gì nữa nhỉ? Hết trang này hay sao? 35, 36, 37, 38. Rồi 35 là tính nhanh. Thôi thầy nói nhanh thôi ha. Thì tính nhanh được hiểu là các bạn phải nhìn coi có hàng đẳng thức gì hay không. Nó đang có dạng nè, A bình nè. Đây, B bình nè. Và tiếp tục tự nhiên 66 là B nè. Còn con 68 này là ở đâu ra? 68 này là do 2 lần 34. Vậy nó đang có dạng A bình cộng B bình cộng 2 lần AB. Nó có thể viết vị trí nó chạy không đúng theo hàng đẳng thức bình thường. Các bạn hoàn toàn có thể giao hoán nó lại. Vậy từ đây hàng đẳng thức này nó tạo ra thành là A cộng B tất cả bình. A là bao nhiêu, B là bao nhiêu, tự xử lý. Hết chuyện ha. Đây 74 là A nè, bình. 24 là B, bình. 74 là đang là chữ A. Tự nhiên đâu xuất hiện con 48 nó tào lao vậy. 48 được hiểu là 2 lần B, 2 lần có 24, dấu trừ. Vậy từ đây tự gom lại. Phát triển. Tiếp theo bài 36. Ở đây người ta yêu cầu tính giá trị biểu thức. Các bạn có hai cách để làm. Cách số 1 là các bạn thế x bằng 98 vô.
rồi sau đó tự tính là xong chuyện. Nhưng có điều cái cách đó nó tào lao lắm. Đó là chưa kể bài này mà nó yêu cầu không phải ít là 98, mà thí dụ như nó cho là 8098 thì nhào vô các bạn tính là ra muốn xỉu luôn. Hoặc câu B mà tính theo cách đó là không thể. Thì đã học về hàm đẳng thức thì người ta sẽ áp dụng hàm đẳng thức nguyên cái biểu thức đó của các bạn, nó biến về thành x cộng 2 tất cả bình. Rồi sau đó x đó nó mới được thế thành 98 vô. Vậy ta sẽ trở thành là 98 cộng 2 tất cả bình. Hết chuyện này ha. Tương tự như vậy đối với câu B. Vậy câu B thì từ cái biểu thức này ta tạo ra được hàm đẳng thức nè. Hàm đẳng thức của mình là thành x cộng 1 tất cả mũ 3. Rồi sau đó x được đổi thành 99 vô. Vậy ta sẽ có 99 cộng 1 tất cả mũ 3. Hết chuyện rồi. Quá đơn giản. Thì nếu như các bạn khá hơn, các bạn có tầm nhìn tốt thì các bạn sẽ kéo theo được cái vấn đề, giải quyết vấn đề của các bạn nó linh hoạt hơn và các bạn đỡ hao neuron thần kinh. Tức là ta đi tính các cái biểu thức ở mức độ nó đỡ tốn chân tay hơn. Đó là tại sao những người ở mức độ người ta giỏi, cái tầm nhìn người ta tốt, người ta nhìn và người ta đủ để khẳng định rằng làm được hay không được. Và thường những bạn giỏi người ta ít khi nào làm biến. Người ta làm biến theo một cách khác, tức là người ta không bỏ công ra nhiều nhưng người ta lại đạt được cái thành quả đó nhiều. Còn những bạn mà bình thường mà các bạn sợ cứ cái gì các bạn cũng sợ, thực tế cái phần này nó rất dễ, vô cùng dễ. Các bạn chỉ cần chịu khó hơn so với bình thường chút xíu là bạn dư sức để đạt được. Rồi, tiếp theo 37. Yêu cầu là dùng bút chì để nói này lại thì tự coi đi ha, hàm đẳng thức tự biến đổi. Bài này quá quen thuộc rồi. Rồi, giờ coi câu 38 nè. 38 là nó hơi lạ lạ tí xíu. Tức là một trong những quy tắc để ta biết cách đặt dấu trừ ra. Rồi, thầy sẽ giải thích cho các bạn cái quy tắc này. Rồi, các quy tắc như sau. A trừ B tất cả mũ 3. Vậy thì giờ có hai cách để chứng minh. Đây, câu A nè. Vậy ta đi chứng minh là ta sẽ biến vế trái ra được vế phải. Vậy vế trái các bạn khai triển cái hàm đẳng thức. Tự khai triển ra, vậy nó ra là A mũ 3 trừ 3 lần A bình B cộng 3 lần AB bình trừ B mũ 3. Vế phải nó có dấu trừ, khai triển vô, vậy ra là B mũ 3 trừ 3 lần B bình A cộng 3 lần BA bình trừ A mũ 3. Thì các bạn cứ việc viết theo thứ tự của nó thì xong chuyện thôi. Sau đó mở ngoặc ra thì các bạn ra là trừ B mũ 3 cộng 3 lần B bình A trừ 3 lần A 3 lần tiếp tục đâu 3 lần B A bình rồi cộng A mũ 3. Thì khi đó hai biểu thức này giống nhau nên nó gọi là bằng. Từ đây suy ra vế trái nó bằng với vế phải, vậy coi như chứng minh xong. Nhưng có điều nếu làm vậy thì nó mất thời gian quá, không lẽ giờ mỗi bài. Thì ở đây nó gọi là một quy tắc. Quy tắc các bạn được quyền lấy dấu trừ đặt ra thì nó đổi dấu ở bên trong của biểu thức bậc 3. Bậc 3 nó giống như bậc nhất vậy đó. A trừ B, nếu các bạn đặt dấu trừ ra thì bên trong nó còn lại là B trừ A. Nếu là bậc nhất. Đây mở ngoặc ra nè, nó ra là trừ B cộng A. Đó, thì trừ B cộng A thì nó bằng ở đây. Vậy khi đó người ta thường hay viết qua đây. Trong một số bài toán các bạn cần phải biến đổi. Đặt dấu trừ ra bên trong ngoặc bị đổi dấu. Nhưng đối với bậc nhất, đối với bậc 3, đối với bậc 5 hay cách hiểu là đối với bậc lẻ thì các bạn sẽ có kiến thức này. Ví dụ như A trừ B tất cả mũ 3 thì nó sẽ bằng A trừ B tất cả bình. A trừ B tất cả bình rồi nhân hoặc là đặt dấu ra hết một lượt luôn đi. Đó, để các bạn thấy nè. Vậy nó sẽ bằng là A trừ B nhân với A trừ B nhân với A trừ B. Thằng này thầy đặt dấu trừ ra thì nó thành là B trừ A. Thầy mới giờ đặt cho các bạn xem đấy. Đó. Con tiếp theo giống vậy, đặt dấu trừ ra B trừ A. Con cuối cùng đặt dấu trừ ra bên trong B trừ A. Ba dấu trừ nhân nhau thành dấu trừ.
ba cái thằng này giống nhau nhân lại vậy nó thành là mũ 3. Đó. Cách để biến đổi cho các bạn xem. Rồi ở đây ngoại chuyện đặt dấu trừ ta có thêm một cái công thức rất đặc biệt nữa là đối với bậc 2 thì các bạn có cái công thức này. Đó là A trừ B tất cả mũ 2 thì nó lại bằng là B trừ A tất cả mũ 2. Riêng mũ 2 hay còn gọi là bậc chẵn thì nó lại có kiến thức này. Đó. Tại sao nó có? Thì ở đây các bạn được hiểu là thế này này. A trừ B tất cả mũ 2 nó bằng A trừ B nhân với A trừ B. Giống như này đang triển khai cho các bạn xem mũ 3 vậy đó. Vậy nó bằng, đặt dấu trừ ra cho nó giống như ở đây. Vậy nó trừ B trừ A. Tương tự trừ của B trừ A. Trừ nhân với trừ thì nó biến thành gì? Trừ nhân với trừ nó biến thành dấu cộng. Được không? Rồi, tiếp theo là B trừ A tất cả bình. Đó, ta sẽ triển khai theo cách đó. Thực tế nó còn một cách nữa. Đó là cái cách mà đưa về tất cả mũ lên. Thầy sẽ triển khai cho các bạn hết tất cả các cách để các bạn hiểu được cái dạng bài toán này. Đây, nó hiểu theo cách này nữa. Nó còn một cách nữa để hiểu nữa. Với cách hiểu đó thì các bạn làm câu B nó sẽ dễ hơn. Đó là ta đang có A trừ B nó sẽ bằng trừ của B trừ A. Mà dấu trừ này được hiểu là trừ 1. Kịp chưa? Vậy từ đó suy ra được A trừ B tất cả mũ N thì nó sẽ bằng là trừ 1 nhân cho B trừ A tất cả mũ N. Vậy thì từ biểu thức đó nó sẽ biến về thành là trừ 1 mũ N nhân cho B trừ A tất cả mũ N. Tùy theo N, nếu N là số chẵn thì trừ 1 mũ chẵn lên thì nó biến về thành 1. Bởi vì mũ chẵn lên thì nó thành số 0 âm. Còn nếu như N là số lẻ thì mũ lẻ lên nó vẫn còn lại cái dấu trừ ở phía trước. Vậy nó vẫn còn trừ 1 lại phía trước. Thì từ đó nó có kết quả theo yêu cầu của bài toán. Vậy các bạn làm câu B thì ngay đây áp dụng nãy giờ thầy đang chỉ. Thì các bạn có trừ A trừ B, các bạn đặt dấu trừ ra thì bên trong nó đổi dấu, nó thành A cộng B tất cả bình. Vậy A cộng B tất cả bình, ở đây trừ này được hiểu là trừ 1. Vậy nó ra là trừ 1 bình nhân cho A cộng B bình. Vậy trừ 1 đem bình lên thì nó mất, vậy nó còn lại A cộng B tất cả bình. Rồi thì cái này là những kỹ năng biến đổi, mọi người gắng tự cố gắng thôi ha. Rồi xong. Và bây giờ thầy mới qua một cái bài học mới. Cái phần hàm đẳng thức đó là kỹ năng biến đổi cơ bản để nó giúp cho các bạn có phần kiến thức nền tốt mới vận dụng ra được mấy cái bài tập ở phía sau. Nó đi theo các bạn suốt cuộc đời nếu như bạn còn xài tới toán. Xài tới toán thì kiểu gì cũng xài thằng này. Rồi bây giờ thầy mới qua một cái bài học tiếp theo, đó là bài về phân tích đa thức thành nhân tử. Phân tích đa thức thành nhân tử hay còn gọi là nhân tử chung, tức là ta coi cái gì là nó giống nhau thì gom nó lại. Các bạn có trong sách giáo khoa dạy cho các bạn tổng cộng là 4 bài về phương pháp phân tích. Thầy sẽ gom gọn cái 4 bài đó lại. Rồi, dạng 1 tạm gọi định nghĩa là dạng dễ. Dạng dễ tức là nhìn vô thì thấy có số chung. Đây, số chung nó có hai dạng chung. Một là có chung hệ số. Hai là nó có chung về phần biến. Hai số hay là hai biểu thức đi.
Rồi, ví dụ. Ví dụ số 1. Ví dụ như thầy có 2x trừ đi cho 4. Vậy hai thằng này các bạn coi coi nó có cái gì chung. Thì phần hệ số nó giống nhau. 2 chia 4. Vậy 4 này được hiểu là 2 nhân 2. Vậy thầy đặt số 2 ra ngoài chung. Thầy ơi, thầy ơi. Thầy ơi. Thầy nghe. Con ao ra cái nó bị đúng rồi. Ừ, rồi. Vậy có số 2 chung thì ta đặt ra. Vậy thì bên trong thầy còn lại là x. Thằng này đặt số 2 ra thì nó còn lại là 2. Dấu cho làm sao thì ta viết vậy. Dấu trừ. Đó, thì nó biến trở thành 2 nhân với cái này. Tức là từ một cái biểu thức ban đầu nó biến trở thành được một cái tích thì được gọi là đặt nhân tử chung, hay còn gọi là phân tích thành nhân tử, là nó thành dấu nhân là như thế. Về áp dụng cái kiến thức này thì ta có như sau, tổng quát. Thì các bạn có giả sử nha, AB cộng cho AC trừ đi cho AD. Đó. Thì khi đó ta sẽ nhìn vào những biểu thức này nó có cái gì giống nhau. Nó có chữ A giống nhau. Vậy đặt chữ A ra ngoài thì bên trong thì sẽ còn lại là B dấu cộng C tiếp tục trừ đi D. Thầy hỏi một cái, bao nhiêu bạn cảm thấy rằng mình vẫn chưa hiểu được điều thầy nói? Mạnh dạn đưa tay lên. Bao nhiêu bạn vẫn chưa hiểu được điều thầy đang nói? Đưa tay lên thầy coi thử. Rồi, hết giờ. Rồi, sao? Số 10, không hiểu chỗ nào. Nói. À, thầy quên cái câu dưới em chưa hiểu. Không hiểu cái gì mới được. Dạ, không hiểu là à, tại sao có AB cộng AC với AC? Người ta tự cho mà. Người ta cho. Người ta cho một cái biểu thức bên vế trái. Người ta đang cho AB cộng AC trừ AD. Người ta cho mình cái đề. Nhiệm vụ của mình là nhìn coi nó có gì chung không. Nhìn thấy chưa? Kịp ha. Ở đây thầy đâu nói tự nhiên khi không. Người ta cho mình một cái đề, và từ cái đề đó ta tìm ra cái chung. Chứ tự nhiên không ở trên đa số. Ở đây nó đâu toàn chữ. Thầy đang nói như tổng quát. Vậy đó, một dạng. Hoặc thí dụ giờ dạng số 2. Thầy đang có A bình trừ đi cho AB cộng cho A. Vậy thì giờ các bạn coi coi nó có cái gì chung nè. A bình thực tế là A nhân với A. Đó, nó một đống chung luôn đó. Bạn nào thấy mình có thể tự tin tìm ra được cái chung và đặt được cái chung đó ra ngoài, xử lý được bên trong ngoặc luôn, đưa tay thầy coi thử. Bao nhiêu bạn đã nhìn thấy được cái chung, đặt được cái chung đó ra ngoài và viết được cái biểu thức bên trong ngoặc? Đưa tay cho thầy coi thử. Hết giờ. Rồi, số 9 mạnh rồi. Đâu thầy mượn thử mấy bạn khác nha. Thầy mượn số 6. Thử coi số 6. Đây, tất cả sẽ bằng là A nhân rồi. A đó, A giống nè. Để đặt A ra ngoài, bên trong ta còn gì? À, còn A trừ B. A trừ B cộng 1. Rồi, cộng 1. Chết hay không là ngay chỗ con số 1 này nè. Ở đây A được hiểu là A nhân với 1. Thí dụ có nhiều bạn đặt A ra xong, vậy ở đằng sau không có viết gì hết. Vậy có nghĩa là viết có cái dấu cộng. Đó, thí dụ có nhiều bạn sẽ viết ra thế này. A nhân với ở đằng sau cộng đóng ngoặc lại. Thế tại vì ở đằng sau nó đâu viết gì đâu. Thực tế nó không viết, nó được hiểu là nó nhân với 1. Nên ngay đây phải cộng 1. Các bạn quên cộng 1 là bành sạc. Chết hay không ngay chỗ cái đó đó. Bởi vậy nên cẩn thận vô. Rồi thì ta gặp những dạng cơ bản như thế này. Vậy tiếp tục vô ví dụ 2. Ví dụ 2, giả sử giờ thầy có x mũ 3 trừ đi cho 4 lần x bình cộng cho x. Vậy bắt đầu ta nhóm
Vậy thì các bạn khoan, này là ít mình này ở sao, thôi kệ, cứ ví dụ cơ bản này trước đi. Rồi bạn nào thấy có chung coi thử coi. Ô quên, đang chỉ nói hai biểu thức thôi mà, xin lỗi các bạn, này tới ba biểu thức lần, chỉ nói hai biểu thức thôi. X mũ 3 trừ x bình, x mũ 3 trừ x bình. Rồi thầy mượn thử rồi. 11 vậy nó thành gì bạn? 11 ơi. Dạ dạ con nghe. X mũ 3 trừ 4 x bình, vậy hai thằng này nó có chung gì? Dạ thầy là chung x mũ 2. Rồi chấp nhận. X mũ 3 được hiểu là x mũ 2 nhân với x, vậy ta tách x mũ 2 ra, bên trong ta còn gì? Dạ nhân với x. X tiếp tục. Trừ 4. X trừ 4. Rồi hết chuyện. Xong. Đó, nhiệm vụ của bài đầu tiên của các bạn học đơn giản chỉ có vậy thôi đó. Rồi bây giờ thầy sẽ cho các bạn một loạt ví dụ để các bạn phân tích nhé. Rồi, áp dụng vô. Rồi, nhiệm vụ là phân tích thành nhân tử, hay gọi là đặt nhân tử chung. Bài số 1, 4x trừ đi cho 16. Bài số 2, 2x bình trừ đi cho 3x. Bài số 3 là 4x bình trừ đi cho 16x. Bài số 4, 2x trừ đi cộng cho 8 lần x 1x mũ 2. Bài số 5 4 lần x mũ 3 trừ đi cho 2 lần x mũ 4. Rồi, bắt đầu. Bao nhiêu bạn thấy mình không thể làm được? Đưa tay lên cho thầy, không thể làm được một trong năm bài. Bây giờ không phải là làm mà nhìn lướt qua. Ông mình này gấp quá. Ok, bao nhiêu bạn thấy rằng mình không thể nào làm được một trong năm bài đó? Đưa tay lên thầy coi. Cho các bạn 10 giây suy nghĩ. Bao nhiêu bạn thấy mình không thể làm được một trong năm bài đó? Đưa tay lên. Không đưa tay mà tôi kêu trúng mà trả lời không được là mệt đó nha. Các bạn còn 5 giây cuối. Bao nhiêu bạn thấy mình không thể làm được một trong năm bài đó? Đưa tay lên. Hết giờ. Có nhiều bạn chọn phương án an toàn quá. Được, an toàn, tôi sẽ giải quyết theo kiểu an toàn. Rồi, bây giờ thế này. Đây, hình chụp những gương mặt xinh đẹp đã được thể hiện lên đây. Bây giờ nghe tôi hỏi trước ha. 22. Bạn đưa tay vì lý do nào? Dạ con không hiểu được câu 2 á thầy. Rồi, không hiểu câu 2. Vậy tại sao nãy giờ không hỏi? Rồi, một chuyện, câu 2. Chút xíu nếu làm được thì ăn phạt ha. Rồi, chút xíu thầy nhờ. Tiếp tục 12. Đưa tay lên lý do gì? Thầy không biết câu 3. Nói rõ lên. Thầy không biết câu 3. Không biết câu 3. Rồi. Dĩ nhiên thì câu 3 không biết thì mấy cái phía dưới cũng không biết. Tiếp tục 21. Lý do đưa tay. Không biết câu 2. Không biết câu 2. Vậy hồi nãy bạn số 11 người ta làm cho bạn cái câu giống giống như vậy, bạn nhìn không ra. Được, không sao. Số 1, tại sao đưa tay? Dạ con không biết câu số 4. Không biết câu 4. Câu 4 thì cũng giống vậy thôi. Rồi thì cứ hồi chút xíu rồi tôi sẽ xử lý cho các bạn.
Tiếp tục 16, tại sao đưa tay? Không biết câu 2 thầy. Đây, không biết câu 2. Tiếp tục số 10. Dạ em không biết câu 2. Không biết câu 2. Tiếp tục số 17. Dạ thầy là con không biết câu 5 nhưng mà con nghĩ con làm được mà con không có chắc lắm. Vậy mà không làm được mà không chắc được. Này là không biết câu 5 nhưng mà là chưa chắc. Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Rồi bắt đầu. Trong các bạn ở đây, bạn nào không làm được câu 1? À giờ tất cả đều làm được câu 1. Vậy giờ tôi bóc thử bạn coi. 12 làm câu 1 thế nào? Nhớ thầy. Câu 1 là bằng 4. Hai thằng này theo bạn nó có gì chung? Thầy là có 4 chung. 4 chung, nó có phần hệ số giống nhau, đặt 4 ra ngoài, bên trong. Ít. Rồi thôi, bạn chấp phạt hết 5 câu này luôn ha. Bạn chấp phạt hết 5 câu luôn. Rồi, còn chút xíu thầy sẽ nói lý do. Số 22. Dạ thầy là 4 nhân x trừ 4. Rồi. Con số 16 này tách ra thành là 4 nhân 4. Bạn đã đặt 4 ra ngoài rồi thì bên trong này còn lại 4 chứ không phải 12. Bạn hiểu không đúng thì sẽ kéo theo sai, mà sai này sẽ là nguy hiểm. Rồi. Ở đây tất cả các bạn chút xíu tôi sẽ xử ha. Còn tôi sẽ nói về hình thực phạt sau. Tiếp tục câu số 2. Phần lớn các bạn đều đang nói là không biết câu số 2. 16 đâu? Mở 16 lên. 16. Dạ thầy. Khi nhìn vô đâu bạn coi coi hai thằng này nó có gì chung không? Dạ có ít. Có ít chung. Đây. Vậy đặt ít ra thì thằng ở đằng trước bạn còn lại gì? Dạ là thưa thầy là 2x. 2x ở đằng sau. Trừ 3. Vậy bạn nói với tôi nghe coi coi cái gì bạn không biết mà bạn đưa tay lên và bạn nói rằng câu số 2 bạn không rõ. Hả? Tại nãy chưa có hiểu mà coi lại bài cũ coi lại cái bài nãy thì mới nhìn ra. Rồi. Rồi có thể nhìn được hết ở dưới không? Dạ chắc được ạ. Tất cả các bạn hồi nãy có đưa tay lên về mấy cái này, mỗi bạn chép phạt cho thầy 2 lần là làm lại. Làm xong nộp lại cho tôi 1 lần nữa. Tiếp dạ theo. Hay nghe. Là mình chép phạt là chép như thế nào á, hay là mình ghi lại hết là luôn đúng không thầy? Rồi làm lại 1 lần nữa. Dạ. Của 5 bài này là làm lại 1 lần nữa ha. Dạ, dạ. Thay vì người ta làm 1 lần thì mình làm lại 1 lần nữa. Tiếp tục số 10. Làm cho thầy bài số 3 coi. Dạ. Thưa thầy là đầu tiên là ta sẽ nhìn hệ số, coi coi hệ số nó có gì chung không. Có 4. 4 chung. Tiếp tục nhìn tiếp. Nếu không quen ta cứ việc nhìn hệ số trước thôi. Vậy nếu chưa quen nha, thầy làm bài này bằng hai cách. Cách số 1 là chỉ xử lý bằng hệ số thôi. Vậy đặt số 4 ra thì bên trong ta còn gì? Dạ là x. Thằng này x gì đây? Dạ x mũ 2. Vậy nó ra thành gì? Dạ là x mũ 2 trừ 4. Bạn im lặng vậy luôn hả? Cái này nó bao nhiêu x? Nó 16x gì chứ x nó đâu rồi? Trừ 4x. Trừ 4x. Rồi vậy tiếp tục hai thằng này nữa. Nó gần gần giống như bài số 2 vậy đó. Hai thằng này có gì giống nhau nè? Có x giống nhau.
Vậy đặt ra được cái gì? Dạ là ít. Đặt ít ra nè, bên trong bạn còn cái gì? Dạ là 4x. Thằng này là x bình là mấy x? Là x nhân với gì? Là... Tôi hỏi lại cái bài số 2 nãy bạn số 16 mới giải thích, bạn hiểu không vậy? Dạ hiểu. Vậy bây giờ quay lại thành một bài là x bình trừ 4x. Vậy hai thằng này có cái gì chung? Dạ có x chung. Vậy đặt x ra thì bên trong sao? Dạ là x mũ 2. Thôi bạn tắt mic đi, tôi nản tới rồi. Thứ nhất là đang dạy các bạn mà la các bạn như thế này thì thật sự là điều mà thầy không hề muốn. Nhưng mà bạn nói bạn hiểu ở trên, mà bây giờ có x chung đặt x ra mà bạn còn đặt tiếp x mũ 2 trong đây nữa thì thôi thầy hết cách để nói. Mỗi người có một cái khả năng suy nghĩ và có một khả năng cố gắng. Thầy không có quá ép các bạn, nhưng cái này được gọi là kiến thức cơ bản. Các bạn đang có x mũ 2 trừ 4x. X mũ 2 là do x nhân x. Các bạn đã đặt con x ra rồi thì các bạn chỉ còn có một mình thằng x ở bên trong thôi. Vậy thì các bạn chỉ còn có x. Các bạn bóc con x này ra thì ở bên trong các bạn chỉ còn lại có số 4. Hết cách để cứu. Thầy cũng không yêu cầu các bạn chế phạt nữa, tôi nản rồi. Và tôi sẽ không support cho những bạn bị chậm nữa. Tôi quá nản, thật sự là rất nản. Hồi nãy thầy có yêu cầu các bạn chế phạt, thầy bỏ luôn, khỏi chép, các bạn khỏi cần chép cho thầy. Những bạn nào mới mốt cũng vậy luôn, bài tập về nhà thầy không yêu cầu luôn. Những bạn nào giỏi thì các bạn cứ làm bài và nộp cho thầy như bình thường. Còn những bạn khác không nộp cũng được. Và tôi sẽ tự yêu cầu, tôi thấy một thời điểm đủ để đổi được là tôi đổi luôn. Và tôi khỏi yêu cầu nữa. Tôi nản, rất nản với nhóm của các bạn. Rồi. Nản quá. Rồi, tiếp theo. Vậy thầy sẽ là thành cái máy dạy, chứ không phải tôi dạy cho các bạn nữa. Vậy giờ nãy đã nói hai cách. Cách số 1 đó là bạn thấy cái gì chung thì bạn chỉ đạt được một thứ chung thôi. Tại vì tầm nhìn mỗi người mỗi khác nhau. Thí dụ bạn chỉ mới thấy hệ số thì đặt được cái hệ số ra thì bên trong còn, và nhìn tiếp thì rõ ràng nó còn xơi được nữa nè, đặt x ra bên trong còn lại x trừ 4, nhưng nhớ nó vẫn còn số 4 ở phía trước nè. Đó, vậy thì kết quả là 4x nhân cho x trừ 4. Còn bạn nào ở tầm cao hơn, khá hơn được một chút, nhưng tôi nói lại một lần nữa, cái này là đồ chơi, nó rất dễ, chưa có cái gì gọi là khó. Tại vì cái lúc mà tôi giảng bài thì tôi đang không biết mọi người đang làm cái gì. Có người thì đang mở cái máy chơi vậy đó thôi, chứ còn các bạn đang đi ngủ hay là đang đi đâu đó mà các bạn không coi. Đó. Nãy 14, đặt số 4 ra mà các bạn còn lại 12 nữa thì thôi, thánh đâu mà cứu cho nổi. Vậy thì khi các bạn nhìn thì các bạn coi nè, ta có cái gì? Hệ số. Đó, vậy ta đặt được hệ số ra. Vậy đặt được hệ số thì 4 với 16 nó sẽ có chung là số 4. Hay cách hiểu là các bạn đi tìm ước chung của tụi nó. Mà cái này các bạn đã học từ hồi ở lớp 6, lớp 7 rồi, lớp 6. Thôi hết ý kiến, nói hết nổi rồi. Tiếp tục, x bình với x. Đây, x bình với x thì nó có x chung. Tại vì x bình được hiểu là x nhân với x. Vậy đặt x ra, vậy thì rõ ràng hệ số 4 đặt ra rồi, một con x đặt ra rồi thì các bạn chỉ còn lại bên trong đó là chữ x. Tiếp tục, 16 đã đẩy số 4 ra, tức là các bạn chia bớt cho 4 thì ở đây các bạn còn lại số 4. X đặt ra rồi, vậy hết x rồi, và dấu thì mang dấu trừ. Xong. Và một bài tôi nói rất rõ. Tôi nói lại một lần nữa về quy tắc tôi dạy. Các bạn không hiểu chỗ nào thì làm ơn vừa kết thúc chỗ đó, mở mic lên hỏi giùm tôi một cái để tôi còn chỉ lại. Còn để cứ càng trôi thì tôi hết nói nổi. Mà khi tôi nói không nổi nữa tôi bỏ.
các bạn học được gì các bạn học. Vậy nếu như bạn nào khá thì được quyền ban thẳng ra bên đây bằng cách số 2. Còn bạn nào chưa khá thì ban bằng cách số 1 rồi từ từ. Nhưng tôi khuyên là này là đồ chơi nên ban cho nhanh. Bài này hệ số 2 với 8 có giống nhau, vậy thì đặt được số 2 ra ngoài. Tiếp tục có được chữ x giống nhau nữa, vậy đặt luôn được chữ x ra luôn. Vậy thì coi như con số đầu tiên đã đặt hết luôn rồi, bao nhiêu cá cược gì đó lôi đặt sạch ra hết thì nó còn lại số 1, tại vì đó là quy tắc viết 2x này là nhân cho 1. Rồi còn biểu thức bên trong, đặt số 8 ra, đặt số 2 ra, vậy 8 chia cho 2 các bạn còn lại là 4. X bình đặt được x ra thì các bạn còn lại là chữ x, và cái dấu ngay giữa là dấu cộng, tại vì đề cho dấu cộng. Tiếp cái cuối 4 với 2 thì ta cứ nhìn hệ số ta coi coi đặt được hay không thôi. 4 với 2 đặt được, đặt được 2 ra ngoài. Tiếp tục x mũ 3 với x mũ 4 thì nếu giờ các bạn không quen thì nó có chữ x. Bây giờ tôi nói cái chuyện x mũ 3 với x mũ 4 nè. Nếu bạn không quen, bạn thấy nó có x chung, đặt được một chữ x ra thôi. X mũ 3 nó được hiểu là x nhân với x bình, x mũ 4 là do x nhân với x mũ 3. Đó là kỹ năng tách về biểu thức cơ bản. Vậy nếu bạn đặt chữ x ra thì bên trong nó còn lại là x bình, thằng này nó còn lại là x mũ 3 và dấu trừ. Vậy thì khi đó nhìn coi còn chơi được nữa không? Thì nó chơi được nữa. X bình trừ x mũ 3 vẫn còn chơi được nữa. Nếu các bạn lại đặt từ từ, cự diệt và làm sao mà thấy rằng mình hợp lý thì mình làm. Chỉ có điều là người ta viết có một dòng có kết quả, còn mình viết chừng 3 trang giấy thì tùy mình. Vậy x bình tách ra thành x nhân x, tiếp tục x mũ 3 tách ra thành x nhân với x bình, rồi lại tiếp tục chơi tiếp x giống nhau, đặt ra bên trong x trừ x bình, rồi lại tiếp tục chơi lần nữa thì thôi quá đuối. X mũ 3 nó là x mũ 3 nhân với 1, x mũ 4 là do x mũ 3 nhân với x. Thì người ta đặt làm sao cho cái mũ nó bự nhất để lôi được ra ngoài. Đó, rồi tự biến đổi ra ha. Tôi hết cách để tôi nói nổi rồi. Thật sự là rất mệt. Và các bạn đang cố để làm cho tôi nản thêm nữa. X mũ 3 trừ đi x mũ 4. Vậy thì nó có tới x mũ 3 chung lần. Vậy x mũ 4 là do x mũ 3 nhân với x mũ 1. Vậy đặt được x mũ 3 ra ngoài. Vậy bên trong ta còn gì nè? Phần biến mất rồi. Còn phần hệ số đặt 4 ra. Có 4 mà hồi nãy mình đặt là đặt mấy? Mình đặt 2 rồi. Vậy cái con số này nè, nó được hiểu là lấy số 4 đem chia cho cái mà các bạn đã đặt ra ngoài. Vậy là 4 chia cho 2, các bạn còn lại được số này là số 2. Dấu tiếp theo là dấu trừ. Khi làm một biểu thức, người ta luôn luôn viết cái hệ số trước. Vậy hồi nãy hệ số đặt số 2 ra rồi, vậy thì nó chỉ còn lại là 1 thôi. Tại vì bạn đặt hết ra hệ số rồi thì nó còn lại là hệ số là số 1. Số 1 thì không viết cũng được nếu như nó có thêm cái x vô. Còn nếu nó có một mình thì phải viết số 1 vô. Bây giờ thầy viết số 1 cho dễ nhìn ha. Rồi, và x mũ 4, bạn đặt x mũ 3 ra rồi, vậy thì còn lại là x. Đó, thì biểu thức của các bạn thế này. Và ở bên trong thì đã có x ở đằng sau nên người ta sẽ không viết số 1. Thì bạn nào khá thì người ta sẽ đặt được nhanh, còn bạn nào chưa khá thì đặt từ từ. Còn mình chưa khá mà mình còn lười nữa thì thua. Hết nói nổi, hết tinh thần để nói. Ai, ngán. Ai, đang muốn nói nhiều thứ.
Thôi, ghi bài tập về nhà đi, thầy hơi hết nói nổi. Rồi, nhiệm vụ cũng giống vậy, đặt nhân tử chung. Giờ bắt đầu những buổi sau là tôi nói thật là tôi có đuổi đấy. Bạn nào học hành không đàng hoàng thì thôi thầy không nhận dạy nữa, hết tháng nghỉ. Hoặc là giờ không cần phải hết tháng, thầy cho nghỉ sớm. Hoặc bạn cảm thấy chán bạn nghỉ trước đi nha. Bài số 1. 2x trừ đi cho 6. Bài số 2. 4x trừ đi cho 6 lần x mũ 3. Thôi, từ từ thôi. Số 4 với số 6 nó có chung đấy. 4 với 6 nó có chung là số 2. Còn tự về kiếm coi coi nó chung cái gì thì tự làm. Cái chung này được gọi là đi tìm ước chung lớn nhất của nó, của hai số 4 và 6. Còn không thì kỹ năng của các bạn tự tách ra 4 với 6 nó như thế nào thì các bạn tự làm ha. Số 3. 2x bình trừ đi cho x mũ 3. Số 4. 6x mũ 3 cộng 4x bình. Bài số 5. X bình cộng 5x mũ 4. Bài số 6. 2x mũ 3 trừ đi cho 4x bình. Bài số 5, hoặc bài số 7. 8x mũ 3 trừ 4x mũ 2. Bài số 8. 9x trừ đi cho 3 lần xy. Số 9. 5x bình trừ đi cho 10 lần xy. Bài số 10. 6x mũ 3y cộng 12x bình y mũ 2. 11. 3x mũ 3 trừ 6 lần x bình y. Rồi, hết chiếc nổi, làm biến quá. Rồi, đây, bài tập về nhà của các bạn. Có bạn nào cần thầy giải thích bất kể câu nào, mở mic lên, thầy sẽ giải thích để trước khi nghỉ. Thầy nghe. Dạ, thầy giải thích giùm con câu số 10 đúng không thầy? Rồi, câu số 10. Nhìn vô hệ số, coi coi hệ số nó có gì chung. Dạ, có 6 chung. 6 chung, 6 với 12, vậy đặt được số 6 ra. Vậy thì giờ ta viết hệ số nè. Số 6 này thì nó còn lại là 1. Số 12 còn lại mấy? Dạ, số 12 còn lại 6. Rồi, 6 nghỉ khỏe đi ha. Dạ, 2. Rồi, tiếp. Phần biến. Dạ, thưa thầy là x mũ 3y. X mũ 3y thì bên đây là x bình y. Vậy phần biến, từ từ ta sẽ nhìn từng con số. X mũ 3 với thằng này chung bên đây là gì? Là x mũ 2. Vậy x mũ 3 với x mũ 2 nó sẽ chung lại nhiều? Thưa thầy là x mũ 1 thôi. X mũ 3 với x mũ 2 chung thì ta sẽ lấy cái phần chung của nó, đó là x mũ 2, lấy cái con mà có mũ nhỏ nhất đấy, chống y chang đi tìm ước vậy đó. Vậy x mũ 2 là chung. X mũ 3 với x mũ 2 thì được hiểu là lấy cái thằng chung là lấy cái thằng nhỏ nhất trong cái đám đó. Vậy x mũ 2. Vậy thì thằng đầu tiên nó còn lại gì? Dạ thầy là còn x mũ 2.
x mũ 3 rồi, đặt x mũ 2 mà còn x mũ 2 nữa. Tiếp tục ở thằng sau đặt x mũ 2 ra ngoài hết rồi thì nó hết rồi. X mũ 2 đặt x mũ 2 mà x cái kiểu gì? Tiếp y, y này được hiểu là y mũ 1 nè. Còn con này là y mũ 2 nè, vậy đặt được gì ra? Y mũ 1 nè, y mũ 2 nè. Vậy đặt được chữ y ra. Thì này đặt chữ y ra rồi nên nó mất rồi, vậy nó chỉ còn lại có 1 thôi. Y mũ 2 đặt được chữ y ra thì nó còn lại gì? Y mũ 1. Y mũ 1. Vậy những cái nào mà 1111, nếu nó đứng riêng một mình nó thì buộc phải viết. Còn nếu nó đã có tích vô rồi thì không viết. Dấu ngay giữa là dấu cộng. Vậy thì biểu thức này của các bạn nó bằng 6 lần x bình y là ở ngoài. Bên trong 1 khỏi viết, 1 khỏi viết, mũ 1 này không viết, nó là chữ x. Tiếp tục dấu cộng số 2. 1 nó có nhân chung rồi nên khỏi viết. Y mũ 1 người ta chỉ viết là chữ y, hết chuyện. Và từ cái này người ta chỉ viết có nhiêu đây thôi. Còn hồi nãy là biến từ từ, rút ra. Rút ra để giải quyết. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi các bạn tự giải quyết tiếp các vấn đề về về tập về nhà. Tính ra là còn tính kêu các bạn làm nữa mà thôi. Bây giờ bài tập về nhà là một chuyện. Còn cái này là tự đọc sách giáo khoa giùm thầy. Bạn nào đọc được thì các bạn đỡ, còn các bạn đọc không được thì kiến thức không làm được bài thôi. Đó, các bạn mở sách giáo khoa ra, tự đọc sách giáo khoa. Để tôi cắt ra luôn đi. Các bạn cố gắng tự coi phần này. Tôi nói hết nổi. Nản quá. Đó, trễ rồi. Chào các bạn, hôm sau tiếp.